Anh Nam có nói một câu là đi học Phunix có nghĩa là học nhanh để kiếm tiền. Thôi thì chuyện kiếm tiền chúng ta làm sau. Tôi đang chia sẻ các bạn là học đi học Phunix trong vòng có 10 phút thôi, các bạn đã học được một trong những kỹ thuật gọi là chinh phục phụ nữ một cách nhanh chóng. Và các bạn hãy tin rằng là chỉ có một cái smartphone thôi, bạn sẽ có những cái bức ảnh, và kể cả bạn cầm một đế Mark 3 hay là Canon, chưa chắc đã chủ được, bởi vì các bạn không biết được máy đẹp. Cái câu đầu tiên thì tôi xin lỗi rất tất cả các Hana ở trong phòng, tôi chê là phụ nữ Việt Nam không đẹp, nhưng đấy là thực tế. Và phần lớn phụ nữ Việt Nam thì có cái vóc dáng đó là không phải hấp dẫn. Thế làm sao cũng hoàn cảnh đấy mà chúng ta chụp ra vẫn đẹp? Thì đấy là phương pháp mà tôi vừa chỉ cho các bạn. Bất kể một quán cà phê nào, bất kể một cái góc